Xin kính chào quý vị khán giả, Hồng Giao rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý vị với những thông tin cập nhật đang nhận được sự quan tâm của quý vị khán giả trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Xác định được người dùng ná bắn bể kính xe khách trên đường cao tốc Mỹ Thuận, Cần Thơ. Ngày 3 tháng 7, Công an thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết đã mời làm việc đối với NHG, 17 tuổi và PMT, 11 tuổi, cùng ngụ phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long. Hai thiếu niên này đã sử dụng ná thun bắn bi sắt gây bể kính hàng loạt xe khách đang lưu thông trên đường cao tốc Mỹ Thuận, Cần Thơ, đoạn gần lối ra cao tốc về hướng trung tâm thành phố Vĩnh Long. Trước đó, vào tối 28 tháng 6, hàng loạt xe khách chạy trên tuyến cao tốc Mỹ Thuận, Cần Thơ khi lưu thông qua gần khu vực cầu Mỹ Thuận 2, phía bờ Vĩnh Long đã bị người lạ dùng ná thun và bi sắt bắn, làm nứt vỡ kính của phương tiện. Rất may, sự việc không gây thương vong về người, nhưng khiến các tài xế và hành khách bất an lo lắng. Sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng tiến hành xác minh điều tra. Tuy nhiên, đến tối mùng 2 tháng 7, xe khách đang lưu thông trên đoạn cao tốc này tiếp tục bị người lạ dùng ná thun bắn gây bể kính. Từ đó, Công an thành phố Vĩnh Long xác minh phát hiện Dê và T ở khu vực gần đó, trên người mang theo 3 ná thun, 459 viên bi sắt và 2 đèn pin đội đầu. Qua bước đầu làm việc, cả hai thừa nhận tối cùng ngày do buồn quá nên rủ nhau ra đường và gây ra hành vi nói trên. Cả hai còn thừa nhận thêm vào tối 27 và 28 tháng 6 đã dùng ná thun và bắn bi sắt vào hàng loạt xe khách đang lưu thông trên đường cao tốc. Cơ quan công an cho gia đình bảo lãnh đối với Dê và T, chờ củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật. Công an thành phố Vĩnh Long cũng thông báo đến các tài xế, nhà xe có phương tiện bị bắn bể kính vào thời gian nói trên đến trình báo để xử lý theo quy định. Xe bồn chở xăng bất ngờ va chạm xe tải trên cao tốc, phát nổ rồi bốc cháy dữ dội. Một xe bồn chở xăng dầu khi đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thì bất ngờ va chạm với xe tải ở phía trước, khiến xe bồn bị lật nghiêng, gây tiếng nổ lớn và lập tức bốc cháy dữ dội. Cụ thể, vào khoảng 21 giờ 20 phút ngày 2 tháng 7, tại km 50+500 trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn gần cầu vượt Thống Nhất, giáp ranh giữa xã Gia Khánh và thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, xe bồn chở dầu mang biển kiểm soát 24H00262 do tài xế Đào Phú Thắng, sinh năm 1983, trú tại huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, điều khiển, đi theo hướng Hải Phòng, Hà Nội, đã va chạm với xe tải mang biển kiểm soát 14C20085. Cú va chạm giữa hai phương tiện khiến xe bồn bị lật nghiêng, phát ra tiếng nổ lớn và lập tức ngọn lửa bùng lên dữ dội. Ngọn lửa bùng lên cháy lan sang hành lang cây xanh bên cao tốc, làm ùn tắc một chiều đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Ngay sau khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Công an tỉnh Hải Dương đã điều 4 xe chữa cháy, robot chữa cháy TAF-35C và 30 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tài xế lái xe bồn sau đó đã được lực lượng chức năng và người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Công an huyện Gia Lộc cũng cử lực lượng đến hỗ trợ chữa cháy, bảo vệ hiện trường và đảm bảo an toàn giao thông. Cơ quan chức năng đã khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông. Xe bồn bê tông gặp sự cố, một chủ thầu xây dựng tử vong, 4 người bị thương. Trước đó, vào ngày 13 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết, lực lượng chức năng đã khẩn trương điều tra làm rõ vụ tai nạn lao động khi xe bồn bê tông gặp sự cố bị lật nghiêng, khiến một người tử vong, 4 người bị thương. Khoảng 19 giờ ngày 12 tháng 5, xe bồn bê tông mang biển kiểm soát 17C07247, hiệu bê tông Bình Phương, dừng đổ trước cửa số nhà 74 đường Trần Thủ Độ thuộc tổ dân phố số 6 phường Tiền Phong để nối cần cẩu truyền ống dẫn rót bê tông vào đổ mái tầng 2 của một ngôi nhà đang xây dựng thì nắp cống vỉa hè đường Trần Thủ Độ bị sập do chân trống của xe bồn bê tông đè lên, khiến vòi bơm văng trúng tổ thợ đang ở trên mái. Thời điểm xảy ra sự việc, trên mái nhà có 12 người. Một số người đã may mắn thoát nạn, 5 người khác bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trong số 5 nạn nhân, ông Nguyễn Văn Nờ, sinh năm 1974, trú thôn Thắng Cựu, xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, là chủ cai thầu công trình, đã tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Tiền Phong, căn nhà xảy ra vụ tai nạn là công trình xây dựng không phép, đã bị đơn vị nhắc nhở yêu cầu dừng thi công nhưng vẫn cố tình thuê thợ làm chui. Theo tờ bản đồ số 34 thuộc tổ 6 phường Tiền Phong, ông Vũ Viết B là chủ thửa đất số 645 với diện tích 38 m². ông Hoàng Xuân Dê có thửa đất số 646, diện tích 40 m². Ngày 9 tháng 5, sau khi phát hiện hành vi xây dựng công trình nhà ở khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép, Ủy ban Nhân dân phường Tiền Phong đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với ông Vũ Viết B và Hoàng Xuân Dê về hành vi vi phạm trật tự xây dựng không có giấy phép, đồng thời yêu cầu các chủ nhà dừng ngay việc thi công. Ngày 10 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Tiền Phong có tờ trình đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình ban hành quyết định xử phạt theo thẩm quyền và ra thông báo yêu cầu các ông Vũ Viết B và Hoàng Xuân Dê dừng thi công cho đến khi hoàn thiện các thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng. Trong thời hạn 60 ngày, nếu hai hộ gia đình này không xuất trình được giấy phép xây dựng, thì phường sẽ báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình xử lý theo quy định. Tuy nhiên, lợi dụng 2 ngày cuối tuần, khi lực lượng của địa phương không có mặt tại hiện trường, hai gia đình ông B và ông D tiếp tục thuê thợ đổ mái tầng 2, gây ra vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong và 4 người bị thương nói trên vào tối 12 tháng 5. Ngày 13 tháng 3, Công an huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn xảy ra tại km 48 qua xã Phong Sơn, huyện Phong Điền. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 19:40 ngày 10 tháng 3 khiến 2 người thiệt mạng, nhiều người bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định, Lê Hoàng Quân điều khiển ô tô khách 51B26149 không chú ý quan sát nên tông vào xe tải đậu bên đường. Còn đối với tài xế Phan Đình Thành, điều khiển ô tô tải 75C01691 khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy không đặt ngay báo hiệu nguy hiểm theo quy định, gây tai nạn giao thông. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với hai tài xế đều cho kết quả âm tính. Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo đánh giá nguyên nhân, rút kinh nghiệm và triển khai các giải pháp khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông này. Đại diện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, giai đoạn đầu khai thác tuyến đường có 2 làn xe với mặt cắt ngang rộng 12 m, trừ một số đoạn cho phép vượt xe có quy mô 4 làn xe, cùng đường còn lại trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn là 2 làn xe với tốc độ tối đa 80 km/h. Không có giải phân cách cứng, đường hẹp nếu phương tiện vượt nhau dễ gây tai nạn giao thông. Một số điểm cho phép vượt chỉ dài từ 1,5 đến 2 km, rồi lại nhập 2 làn thành 1 làn như nút cổ chai, thiếu nhiều điểm dừng khẩn cấp và hệ thống đèn chiếu sáng. Các đơn vị cũng đề nghị trên toàn tuyến cần lắp đặt thêm hệ thống chiếu sáng, bổ sung thêm các biển báo về tốc độ, khoảng cách, cấm vượt. Nghiên cứu tổ chức giao thông lại tại các nút giao, bổ sung các điểm dừng khẩn cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát, camera xử phạt, đinh phản quang. Ông Nguyễn Văn Phương đề nghị các cơ quan, lực lượng chức năng đánh giá nguyên nhân, sớm triển khai các giải pháp khắc phục bất cập nhằm khai thác bảo đảm an toàn hiệu quả tuyến cao tốc, đồng thời yêu cầu Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm đối với tổ chức cá nhân vi phạm quy định gây ra vụ tai nạn giao thông. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của người tham gia giao thông, thường xuyên tuyên truyền, triển khai tuần tra trên tuyến, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên tuyến, nhất là vượt ẩu, chạy quá tốc độ. Trong đó, các đơn vị cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, nhắc nhở các xe chở hàng nặng không đạt tốc độ tối thiểu theo quy định của cao tốc, sẽ không đi lên cao tốc Cam Lộ - La Sơn - Túy Loan. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Hồng Giao rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho các chương trình trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào khác. Xin chào và hẹn gặp lại!